bàn về giáo dục. 6. Sợ hãi. Tôi chắc rằng bạn đã thường nghe từ ngữ người chính trị, từ ngữ. Tôi chắc rằng bạn đã nghe thường nghe từ những người chính trị, từ những người giáo dục, từ cha mẹ bạn và từ công chúng rằng bạn là thế hệ kế tiếp. Nhưng khi họ nói về bạn như một thế hệ mới, thì họ lại thực sự không có ý như vậy, bởi vì họ chắc chắn rằng bạn tuân phục vào cái khuôn mẫu cũ kỹ của xã hội. Họ thực sự không muốn bạn là một loại người khác hẳn, mới mẻ. Họ muốn bạn sống máy móc, phù hợp trong truyền thống, tuân phục, tin tưởng, chấp nhận uy quyền. Bất chấp những điều này, nếu bạn có thể thực sự được tự do chính mình khỏi sợ hãi, không phải bằng lý thuyết, không phải bằng lý tưởng, không phải bằng phía bên ngoài, nhưng thực sự ở phía bên trong, thâm thẳm, vậy thì bạn có thể trở thành con người hoàn toàn khác hẳn. Vậy thì bạn có thể trở thành thế hệ kế tiếp, những người già hơn bị chất đầy sợ hãi, gạch ngang, sợ hãi chết, sợ hãi mất việc làm, sợ hãi những ý kiến của công chúng. Họ hoàn toàn bị kẹt chặt trong gọng kìm của sợ hãi. Vì vậy những thần thánh của họ, những kinh thánh của họ, những lễ nghi của họ đều ở trong lĩnh vực của sợ hãi. Và thế là cái trí bị biến dạng, bị thoái hóa thật kỳ lạ. Một cái trí như thế không thể nào suy nghĩ một cách ngay thẳng, không thể nào lý luận hợp lý, khôn ngoan, lành mạnh, bởi vì nó bị bám rễ trong sợ hãi. Hãy quan sát những thế hệ già nua và bạn sẽ nhận thấy nó sợ hãi như thế nào về mọi thứ. Gạch ngang, về chết, về bệnh tật, về việc đi ngược lại truyền thống, về khác biệt, về mới mẻ. Sợ hãi là cái gì đó mà ngăn cản sự nở hoa của cái trí, sự nở hoa của tốt lành. Hầu hết chúng ta học hành qua sợ hãi. Sợ hãi là bản thể của uy quyền và vâng lời. Các bậc cha mẹ và những chính phủ đòi hỏi sự vâng lời. Có uy quyền của quyển sách, uy quyền của tùy theo Sankara Phật, uy quyền tùy theo Einstein. Hầu hết mọi người đều là những người theo sau. Họ biến người khởi đầu thành một uy quyền. Và qua truyền bá, qua ảnh hưởng, qua văn chương, họ áp đặt vào bộ não mỏng manh sự cần thiết của vâng lời. Điều gì xảy ra cho bạn khi bạn vâng lời? Chấm hỏi. Bạn không còn suy nghĩ, bởi vì bạn cảm thấy rằng những uy quyền quá nhiều, những uy quyền là những người có nhiều uy quyền, có nhiều tiền, có thể đuổi bạn ra khỏi nhà, bởi vì họ sử dụng từ ngữ bổn phận tình yêu. Bạn đầu hàng, bạn tuân phục, bạn bắt đầu vâng lời, bạn trở thành nô lệ cho một lý tưởng, cho một ý tưởng, cho một ảnh hưởng. Khi bộ não đang tuân theo một khuôn mẫu của vâng lời, thì nó không còn khả năng trong sáng nữa, không còn khả năng suy nghĩ đơn giản và ngay thẳng nữa. Lúc này, liệu bạn có thể học hành mà không có uy quyền? Chấm hỏi, liệu bạn biết học hành là gì hay không? Thâu lượm hiểu biết là một việc, nhưng học hành lại là một việc hoàn toàn khác hẳn. Một cái máy có thể thu lượm thông tin giống như một máy như người, một cái máy có thể thu lượm thông tin giống như một người máy hay một máy vi tính. Một cái máy thu lượm hiểu biết bởi vì nó được nạp vào những thông tin nào đó. Nó thu lượm mỗi lúc một nhiều thông tin và sau đó trở thành hiểu biết. Nó có khả năng thu lượm thông tin, lưu trữ nó và đáp lại khi nó được yêu cầu trả lời một câu hỏi. Trái lại, khi cái trí con người biết học hành, vậy thì nó có khả năng còn nhiều hơn là thu lượm và lưu trữ nữa. Nhưng có thể học hành được chỉ khi nào cái trí được trong sáng, khi nó không nói rằng tôi biết. Vì vậy người ta phải phân biệt rõ, tách rời học hành khỏi thu lượm hiểu biết. Thu lượm hiểu biết làm cho máy móc. Thu lượm hiểu biết làm cho mạng bạn máy móc. Nhưng học hành
làm cho cái trí rất trong sáng, hồn nhiên và tinh tế. Và bạn không thể học hành nếu bạn chỉ tuân theo uy quyền của hiểu biết. Khắp thế giới này, hầu hết những người giáo dục chỉ thu lượm và áp đặt hiểu biết, và vì vậy đang làm cho cái trí trở thành máy móc và mất đi cái khả năng học hành. Bạn chỉ có thể học hành khi bạn không biết. Học hành chỉ hiện diện khi không còn sợ hãi và khi không còn uy quyền. Câu hỏi là, làm thế nào người giáo viên dạy môn toán hay bất kỳ môn học nào khác mà không có uy quyền và vì vậy không có sợ hãi? Chấm hỏi. Sợ hãi theo căn bản liên quan đến sự ganh đua. Dù là ganh đua trong một lớp học hay ganh đua trong sống, sợ hãi mình không là gì cả, không đạt được, không thành công, có sự ganh đua ngay tại gốc rễ của nó. Nhưng khi có sợ hãi thì bạn không còn học hành. Và vì vậy dường như đối với tôi thì chính cái chức năng của giáo dục là loại bỏ sợ hãi, thấy rằng bạn không trở thành máy móc và cùng lúc cho bạn hiểu biết. Học hành mà không trở thành máy móc, mà có nghĩa không còn sợ hãi, là một vấn đề phức tạp. Nó liên quan đến việc loại bỏ tất cả ganh đua. Trong quy trình ganh đua này, bạn tuân phục và dần dần bạn bị hủy diệt tính tinh tế, trong sáng, tươi trẻ của bộ não. Nhưng bạn không thể khước từ sự hiểu biết. Vì vậy, liệu có thể có hiểu biết mà vẫn học hành để được tự do khỏi sợ hãi hay không? Bạn hiểu rõ điều này chứ? Khi nào bạn học hành nhiều nhất? Liệu có khi nào bạn tự quan sát chính bạn đang học hành hay không? Thỉnh thoảng cố gắng quan sát chính bạn và quan sát chính bạn đang học hành. Thỉnh thoảng cố gắng quan sát chính bạn và quan sát chính bạn đang học hành. Bạn học hành nhiều nhất khi bạn không còn sợ hãi. Bạn không còn bị đe dọa bởi uy quyền. Bạn không còn ganh đua với người bên cạnh của bạn. Lúc đó cái trí của bạn trở nên sinh động lạ thường. Vì vậy vấn đề cho người giáo viên và vấn đề cho bạn như một sinh là học hành mà không có uy quyền, thâu lượm hiểu biết mà không là biến dạng hay làm đờ đẫn bộ não và loại bỏ sợ hãi. Bạn hiểu rõ vấn đề này chứ? Muốn học hành thì phải không có tuân phục, không có uy quyền, và tuy nhiên bạn phải thu lượm hiểu biết. Kết hợp tất cả điều này mà không làm biến dạng bộ não là vấn đề quan trọng. Để cho khi bạn lớn lên, khi bạn đậu những kỳ thi và lập gia đình, bạn gặp gỡ sống bằng sự trong sáng, không còn sợ hãi. Rồi thì bạn luôn luôn đang học hành sống, không phải diễn giả sống theo cái khuôn mẫu của bạn. Liệu bạn biết sống là gì hay không? Bạn còn nhỏ quá để hiểu được điều này. Tôi sẽ bảo cho bạn biết. Bạn có nhìn thấy những người dân làng kia trong những bộ quần áo rách nát, bẩn thỉu, thường xuyên bị đói, làm việc mỗi ngày trong suốt đời của họ hay không? Đó là một phần của sống. Rồi thì bạn nhìn thấy có con người đang lái một chiếc xe hơi, người vợ ngồi gần bên phủ đầy lữ trang, đầy nước hoa, có nhiều người hầu. Đó cũng là một phần của sống. Rồi thì có con người tự nguyện vứt bỏ của cải, sống một sống rất đơn giản, rất vô danh, không muốn mọi người biết đến, không tuyên bố rằng anh ấy là một vị thần. Đó là một phần của sống. Rồi thì có con người muốn trở thành người ẩn dật, người khất sĩ, và cũng có con người trở thành một người hiến dân, họ không muốn suy nghĩ, chỉ mù quáng tuân theo. Đó cũng là một phần của sống. Rồi thì có con người suy nghĩ cẩn thận, hợp lý, khôn ngoan, kỹ càng, và phát giác rằng những suy nghĩ như thế đó đều bị trói buộc, rồi vượt khỏi suy nghĩ. Đó cũng là một phần của sống. Và chết cũng là một phần của sống, mất mát mọi thứ. Niềm tin vào thần thánh và những nữ thần
vào những đấng cứu rỗi, vào thiên đàng, vào địa ngục cũng là một phần của sống. Nó là một phần của sống khi thương yêu, hận thù, cảm thấy ganh tị, cảm thấy tham lam. Và nó cũng là một phần của sống khi vượt khỏi tất cả những sự việc tầm thường này. Không tốt lành gì cả khi lớn lên và chấp nhận một phần của sống, cái phần máy móc quan tâm đến sự thô lượng hiểu biết, mà có nghĩa chấp nhận cái giá trị đã được tạo ra bởi thế hệ quá khứ. Cha mẹ bạn tình cờ có tiền bạc, họ gửi bạn đến trường và sau đó cao đẳng, họ hiểu rằng bạn phải có một việc làm. Và tiếp theo, bạn lập gia đình, và đó là sự kết thúc của nó. Tất cả điều này chỉ là một mảnh nhỏ của sống. Nhưng còn có một lĩnh vực rộng lớn này của sống, một lĩnh vực bao la vượt mọi suy nghĩ. Muốn hiểu rõ lĩnh vực này thì phải không còn sợ hãi, và điều đó khó khăn vô cùng. Một trong những vấn đề quan trọng trong sống là sự kiện rằng người ta thoái hóa dần dần, mất đi tánh hiệp thông. Sợ hãi và thoái hóa có liên quan lẫn nhau. Khi lớn lên, nếu bạn không giải quyết vấn đề sợ hãi khi nó nảy sinh, ngay lập tức, không chần chờ sang ngày mai, thì yếu tố sợ thoái hóa sẽ chen vào. Nó giống như một căn bệnh, giống như một vết thương gây nhức nhối, gây băng hoại. Sợ hãi không có việc làm tốt hơn, không thành tựu cho bạn. Sợ hãi bị cạn kiệt khả năng của bạn, nhạy cảm của bạn, chất lượng trí năng của bạn, sợi dây luân lý của bạn. Vì vậy, giải quyết vấn đề sợ hãi và yếu tố thoái hóa đều liên quan lẫn nhau. Hãy cố gắng khám phá sợ hãi cái gì, hãy khám phá bạn sợ hãi cái gì, và xem thử liệu bạn có thể vượt khỏi sợ hãi đó, không phải bằng từ ngữ, không phải bằng lý thuyết, nhưng thực sự. Đừng chấp nhận uy quyền. Chấp nhận uy quyền là vâng lời mà chỉ nuôi dưỡng sợ hãi thêm nữa. Muốn hiểu rõ sự phức tạp lạ thường này được gọi là sống, mà ở trong thời gian và vượt khỏi thời gian, thì bạn phải có một cái trí rất hồn nhiên, trong sáng và tươi trẻ. Một cái trí của dây dưa sợ hãi trong chính nó, ngày này sang ngày khác, tháng này sang ngày khác, tháng khác, là một cái trí máy móc. Và bạn biết rằng những cái máy không thể giải quyết được, và bạn biết rằng những cái máy không thể giải quyết được những vấn đề của con người. Bạn không thể nào có một cái trí hồn nhiên, trong sáng và tươi trẻ. Nếu bạn chất đầy sợ hãi, nếu từ niên thiếu cho đến khi bạn chết, bạn được dạy dỗ trong sợ hãi. Đó là lý do tại sao một giáo dục đúng đắn, một giáo dục chín chắn phải loại bỏ sợ hãi. Học sinh, hai chấm. Làm thế nào người ta có thể hoàn toàn được tự do khỏi sợ hãi? Đi qua một tí. Trước hết, bạn phải hiểu rõ sợ hãi là gì. Nếu bạn hiểu rõ người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, xã hội của bạn, thì bạn không còn sợ hãi họ nữa. Hiểu rõ thấu đáo điều gì đó làm cho cái trí được tự do khỏi sợ hãi. Làm thế nào bạn sẽ khám phá được sợ hãi? Liệu bạn sợ hãi ý kiến của quần chúng, ý kiến của công chúng, là điều gì bạn bè nghĩ về bạn? Hầu hết chúng ta, đặc biệt khi chúng ta còn nhỏ, đều muốn trông giống nhau, ăn mặc giống nhau, nói chuyện giống nhau. Thậm chí chúng ta không muốn cả một khác biệt nho nhỏ, bởi vì khác biệt có nghĩa không tuân phục, không chấp nhận khuôn mẫu. Khi bạn bắt đầu nghi vấn cái khuôn mẫu, thì liền có sợ hãi. Lúc này hãy thâm nhập sợ hãi đó, hãy ở trong nó. Đừng nói rằng tôi sợ hãi và chạy trốn khỏi nó. Hãy nhìn ngắm nó, hãy đối mặt nó, hãy khám phá tại sao bạn sợ hãi. Giả sử tôi sợ hãi người láng giềng của tôi, người vợ của tôi, thượng đế của tôi, quốc gia của tôi, gạch ngang. Lúc này, sợ hãi đó là gì vậy? Nó là thực tế hay nó chỉ ở trong suy nghĩ, trong thời gian? Nó là thực tế hay nó chỉ ở trong suy nghĩ,
trong thời gian chấm hỏi. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản hơn. Tất cả chúng ta sẽ chết vào thời điểm này hay thời điểm khác. Chết là điều không tránh khỏi cho tất cả chúng ta, và suy nghĩ về chết tạo ra sợ hãi. Nhưng nếu nó là thực tế, nếu chết ở đó ngay lập tức và tôi sẽ chết lúc này, vậy thì không có sợ hãi. Bạn hiểu chứ? Suy nghĩ trong thời gian tạo ra sợ hãi. Nhưng nếu một điều gì đó phải được làm ngay tức khắc, liền không có sợ hãi, bởi vì suy nghĩ không xảy ra được nữa. Suy nghĩ trong thời gian tạo ra sợ hãi. Nhưng nếu một điều gì đó phải được làm ngay tức khắc, liền không có sợ hãi, bởi vì suy nghĩ không xảy ra được nữa. Nếu tôi sẽ chết trong tích tắc kế tiếp, vậy thì tôi đối mặt nó. Nhưng cho tôi một tiếng đồng hồ và tôi bắt đầu nói, mở ngoặc kép, tài sản của tôi, con cái của tôi, quốc gia của tôi vẫn chưa viết xong quyển sách của tôi, đóng ngoặc kép. Tôi lo lắng, sợ hãi. Vì vậy sợ hãi luôn luôn ở trong thời gian, bởi vì thời gian là suy nghĩ. Muốn loại bỏ sợ hãi thì bạn phải xem suy nghĩ như là thời gian, và sau đó thâm nhập toàn quy trình suy nghĩ này. Điều đó hơi khó khăn một tí. Tôi sợ hãi cha mẹ của tôi, xã hội của tôi, sợ hãi điều gì họ sẽ nói ngày mai hay ngày 10 ngày sau. Suy nghĩ của tôi về điều đó gì đó, suy nghĩ của tôi về điều gì có lẽ xảy ra chiếu rọi sợ hãi. Vì vậy, liệu tôi có thể nói, mở ngoặc kép, tôi sẽ nhìn sợ hãi đó ngay lúc này, không phải 10 ngày sau, đóng ngoặc kép, hay không? Liệu tôi có thể yêu cầu được nghe điều gì họ nói ngay lúc này, rồi suy xét lời phê bình đó, và nếu họ lại tình cờ nói đúng, liệu tôi có thể chấp nhận nó hay không? Tại sao tôi phải sợ hãi? Và nếu họ nói sai lầm, tôi cũng chấp nhận việc đó. Tại sao họ không sai lầm? Chấm hỏi. Tại sao tôi lại phải sợ hãi? Và tôi lắng nghe người giáo viên để học hành, nhưng tôi sẽ không sợ hãi. Thế là khi tôi đối mặt với sợ hãi, tôi phải thâm nhập, mà là một tiến hành rất phức tạp, bởi vì nó liên quan đến vấn đề thời gian. Bạn biết không, có hai loại thời gian. Thời gian dựa vào đồng hồ phút kế tiếp, tối nay, ngày kia. Và có một loại thời gian khác được tạo ra bởi cái tinh thần phía bên trong người ta, bởi suy nghĩ, gạch ngang, mở một phép, tôi sẽ là một người vĩ đại, tôi sẽ có một việc làm, tôi sẽ đi châu Âu, đóng ngoặc kép. Đó là tương lai thuộc tâm lý trong thời gian và không gian. Lúc này, khi hiểu rõ được thời gian tuần tự dựa vào đồng hồ và hiểu rõ được thời gian như suy nghĩ, đồng thời vượt khỏi cả hai, là thực sự được tự do khỏi sợ hãi. Đọc lại đoạn này. Bạn biết không, có hai loại thời gian. Thời gian dựa vào đồng hồ, tức là cái phút kế tiếp, tối nay, ngày kia. Và có một loại thời gian khác mà được tạo ra bởi cái tinh thần phía bên trong người ta, bởi suy nghĩ, tôi sẽ là một người vĩ đại, tôi sẽ có một việc làm, tôi sẽ đi châu Âu. Đó là tương lai thuộc tâm lý trong thời gian và không gian. Lúc này, khi hiểu rõ được thời gian tuần tự dựa vào đồng hồ và hiểu rõ được thời gian như suy nghĩ, đồng thời vượt khỏi cả hai, là thực sự được tự do khỏi sợ hãi. Học sinh, ai chấm? Ông nói rằng nếu ông hiểu rõ điều gì đó, thì ông không còn cảm giác sợ hãi về nó. Nhưng làm thế nào ông hiểu rõ chết là gì? Krishnamurti, đó là một câu hỏi hay. Bạn đang hỏi, mở ngoặc kép, làm thế nào ông hiểu rõ chết là gì và làm thế nào ông có thể không còn sợ hãi nó? Đóng ngoặc kép. Tôi sẽ giải thích cho bạn. Bạn biết có hai loại chết. Gạch ngang. Chết thuộc cơ thể và chết của suy nghĩ. Có hai loại chết. Đó là chết thuộc cơ thể và chết của suy nghĩ. Hiển nhiên,
cơ thể sẽ chết, giống như một cái bút chì đã sử dụng, cuối cùng nó cũng cục mủng đi. Bác sĩ có thể sáng chế ra mọi loại thuốc men mới, bạn có thể kéo dài được 100 hay 20 năm thay vì 80 năm, nhưng vẫn vậy sẽ có chết. Các cơ quan cơ thể kết thúc. Chúng ta không sợ hãi điều đó. Điều gì chúng ta sợ hãi là tiếp cận đến một kết thúc của suy nghĩ, của cái tôi mà đã sống thật nhiều năm, cái tôi mà kiếm được rất nhiều tiền, mà có một gia đình, con cái, mà muốn trở nên quan trọng, mà muốn có nhiều tài sản hơn, nhiều tiền bạc hơn. Chết đi cái tôi, đó là điều gì tôi sợ hãi? Liệu bạn thấy sự khác biệt giữa hai điều này? Chấm hỏi. Chết của cơ thể và chết của cái tôi? Chấm hỏi. Chết cái tôi theo tâm lý còn quan trọng hơn là chết của cơ thể. Và đó là điều gì chúng ta sợ hãi? Lúc này hãy tận hưởng một vui thú và chết đi vui thú đó. Tôi sẽ giải thích điều này cho bạn. Bạn hiểu rằng tôi không muốn bàn luận toàn vấn đề. Tôi chỉ đang trình bày vắn tắt một điều gì đó. Bạn thấy rằng cái tôi là tập hợp của nhiều vui thú và nhiều đau khổ. Liệu cái tôi đó có thể chết đi một điều hay không? Rồi thì nó sẽ biết được chết có nghĩa gì. Đó là liệu tôi có thể chết đi một ước muốn? Chấm hỏi. Liệu tôi có thể nói, mở vào ghép, tôi không cần ước muốn đó, tôi không cần vui thú đó, đóng ngoặc ghép. Liệu tôi có thể kết thúc nó, chết đi nó, được không? Bạn biết gì về thiền định hay không? Học sinh, không, thưa ông. Tiếp theo một tí. Những người lớn cũng không biết nó đâu. Họ ngồi ở một góc phòng, nhắm mắt lại và tập trung, giống như các em học sinh đang cố gắng tập trung vào một quyển sách. Đó không là thiền định. Thiền định là một điều gì đó lạ thường nếu biết cách thực hiện nó. Tôi sẽ nói một chút về nó. Trước tiên bạn hãy ngồi rất yên lặng. Đừng ép buộc bạn ngồi yên lặng, nhưng ngồi hay nằm xuống yên lặng mà không có ép buộc bất kỳ loại nào. Bạn hiểu chứ? Sau đó hãy quan sát suy nghĩ của bạn. Hãy quan sát điều gì bạn đang suy nghĩ. Bạn phát hiện rằng bạn đang suy nghĩ về đôi giày của bạn, cái áo của bạn, điều gì bạn sắp nói, con chim phía bên ngoài mà bạn đang lắng nghe. Theo dõi những suy nghĩ như thế và thâm nhập tại sao mỗi suy nghĩ lại nảy ra. Đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của bạn. Hãy thâm nhập tại sao mỗi suy nghĩ nào đó nảy ra trong cái trí của bạn, để cho bạn bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa của mỗi suy nghĩ và mỗi cảm thấy mà không có bất kỳ sự ép buộc nào. Và khi một suy nghĩ nảy ra, đừng chỉ trích nó, đừng nói rằng nó đúng hay nó sai, nó tốt hay xấu. Chỉ nhìn ngắm nó để cho bạn bắt đầu có một nhận biết. Cái trạng thái ý thức luôn luôn năng động trong việc quan sát mọi suy nghĩ, mọi loại cảm thấy. Bạn sẽ nhận biết mọi suy nghĩ ẩn nấp sâu kín, mọi động cơ thúc đẩy lén lút, mọi cảm thấy mà không gây biến dạng, mà không nói rằng nó đúng, sai, tốt hay xấu. Khi bạn nhìn ngắm, khi bạn thâm nhập thật kỹ, khi bạn nhìn ngắm, khi bạn thâm nhập suy nghĩ rất sâu thẳm, thì cái trí của bạn trở nên tinh tế, sinh động lạ thường. Không một phần nào của cái trí ngủ quên đi. Cái trí hoàn toàn tỉnh táo. Đó chỉ là nền tảng. Rồi thì cái trí của bạn rất yên lặng. Toàn thân tâm của bạn trở nên bất động. Rồi thì thâm nhập tĩnh lặng đó sâu thẳm hơn, xa xăm hơn. Gạch ngang, toàn tiến hành đó là thiền định. Thiền định không là ngồi trong một góc phòng, lặp lại nhiều từ ngữ, hay suy nghĩ một bức hình và chìm sâu trong những tưởng tượng đê mê mang dại nào đó. Hiểu rõ nguyên cái quy trình suy nghĩ và cảm thấy của bạn là tự do khỏi tất cả suy nghĩ, tự do khỏi tất cả cảm thấy, để cho cái trí của bạn
toàn thân tâm của bạn trở nên rất yên lặng, và đó cũng là một phần của sống. Và cùng yên lặng đó, bạn có thể nhìn ngắm cái cây, bạn có thể nhìn ngắm con người, bạn có thể nhìn ngắm bầu trời và các vì sao. Đó là vẻ đẹp của sống. Đọc lại đoạn cuối. Bạn có biết thiền định là gì hay không? Học sinh, 2 chấm, không, thưa ông. Krishnamurti, những người lớn cũng không biết nó đâu. Họ ngồi ở một góc phòng, nhắm mắt lại và tập trung, giống như các em học sinh đang cố gắng tập trung vào một quyển sách. Đó không là thiền định. Thiền định là một điều gì đó lạ thường, nếu biết cách thực hiện nó. Tôi sẽ nói một chút ít về nó. Trước tiên, bạn hãy ngồi rất yên lặng. Đừng ép buộc bạn ngồi yên lặng, nhưng ngồi hay nằm xuống yên lặng mà không có ép buộc bất kỳ loại nào, thuộc bất kỳ loại nào. Bạn hiểu chứ? Sau đó hãy quan sát suy nghĩ của bạn. Hãy quan sát điều gì bạn đang suy nghĩ. Bạn phát hiện rằng bạn đang suy nghĩ về đôi giày của bạn, cái áo của bạn, điều gì bạn sắp nói, con chim phía bên ngoài mà bạn đang lắng nghe. Theo dõi những suy nghĩ như thế và thâm nhập tại sao mỗi suy nghĩ lại nảy ra. Đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của bạn. Hãy thâm nhập tại sao mỗi suy nghĩ nào đó nảy ra trong cái trí của bạn, để cho bạn bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa của mỗi suy nghĩ và mỗi cảm thấy mà không có bất kỳ sự ép buộc nào. Và khi một suy nghĩ nảy ra, đừng chỉ trích nó, đừng nói rằng nó đúng, nó sai, nó tốt, nó xấu. Chỉ nhìn ngắm nó, để cho bạn bắt đầu có một nhận biết. Phải trạng thái ý thức luôn luôn năng động trong việc quan sát mọi loại suy nghĩ, mọi loại cảm thấy. Bạn sẽ nhận biết mọi suy nghĩ ẩn nấp sâu kín, mọi động cơ thúc đẩy lén lút, mọi cảm thấy mà không gây biến dạng, mà không nói rằng nó đúng, sai, tốt hay xấu. Khi bạn nhìn ngắm, khi bạn thâm nhập suy nghĩ rất rất sâu thẳm, thì cái trí của bạn trở nên tinh tế, sinh động lạ thường. Không một phần nào của cái trí ngủ quên đi. Cái trí hoàn toàn tỉnh táo. Đó chỉ là nền tảng. Rồi thì cái trí của bạn rất yên lặng. Toàn thân tâm của bạn trở nên bất động. Rồi thì thâm nhập tĩnh lặng đó sâu thẳm hơn, xa xăm hơn. Gạch ngang, toàn tiến hành đó là thiền định. Thiền định không là ngồi trong một góc phòng lặp lại nhiều từ ngữ, hay suy nghĩ một bức hình, hay suy nghĩ một bức hình và chìm sâu vào những tưởng tượng đê mê mang dại nào đó. Thiền định không là ngồi trong một góc phòng lặp lại nhiều từ ngữ, hay suy nghĩ một bức hình và chìm sâu trong tưởng tượng đê mê mang dại nào đó. Hiểu rõ nguyên quy trình suy nghĩ và cảm thấy của bạn là tự do khỏi tất cả suy nghĩ, tự do khỏi tất cả cảm thấy, để cho cái trí của bạn, toàn thân tâm của bạn trở nên rất yên lặng. Và đó cũng là một phần của sống. Và cùng yên lặng đó, bạn có thể nhìn ngắm cái cây, bạn có thể nhìn ngắm con người, bạn có thể nhìn ngắm bầu trời và các vì sao. Đó là vẻ đẹp của sống. Tạm dừng theo 63.